Kính thiên văn James Webb đang được chuẩn bị phóng vào không gian vào năm 2021, và nó sẽ thay đổi cách NASA quan sát và khám phá vũ trụ. James Webb được thiết kế đặc biệt để nhìn thấy được cả ánh sáng hồng ngoại, và đây là một vùng quang phổ mà chúng ta đã nghiên cứu trước đây, nhưng chắc chắn chưa nghiên cứu với bất cứ thiết bị nào tiên tiến như Webb, vì thế hy vọng rằng chúng ta sẽ mở rộng những gì đã biết về vũ trụ với khả năng mới này. Quang phổ hồng ngoại không chỉ cho phép các nhà thiên văn học nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể, mà sóng hồng ngoại còn đặc biệt ở chỗ chúng không tán xạ nhiều như ánh sáng nhìn thấy được khi xuyên qua khí và bụi liên hành tinh vì vậy kính viễn vọng web sẽ nhìn xa hơn và tốt hơn web được thiết kế để quan sát vũ trụ trong vùng hồng ngoại và cách làm đó sẽ mở ra một lượng lớn kiến thức khoa học mới để chúng ta tìm hiểu hai trong số các thái cực trước hết là nhìn vào các thiên hà xa nhất trong vũ trụ chúng phát sáng là do ảnh hưởng của cái gọi là dịch chuyển đỏ vũ trụ nó chuyển toàn bộ hình ảnh sang phổ hồng ngoại vì vậy chúng ta chỉ thực sự có thể quan sát các thiên hà đó bằng cách nhìn qua hồng ngoại mà thôi nó cũng là một kính thiên văn hiện đại hơn nhiều so với kính Hubble được phóng vào quỹ đạo từ năm 1990. Nó là một chiếc gương lớn hơn nhiều so với Hubble, nó có diện tích lớn gấp 5 lần Hubble. Nó cũng được đặt ở một vị trí tốt hơn nhiều so với vị trí của Hubble, vừa xa quỹ đạo của trái đất và điều này cho phép nó nhìn thấy các vật thể mờ hơn. Và trong thời gian chế tạo, chúng tôi đã tạo ra các thiết bị cùng một số camera tốt hơn. Kính viễn vọng web cũng có thể là công cụ giúp các nhà thiên văn học chứng minh rằng chúng ta không đơn độc trong vũ trụ. Đó không thực sự là những gì web được thiết kế để làm, nhưng một phần trong nhiệm vụ của web là tìm kiếm các hành tinh và nghiên cứu bầu khí quyển của chúng. Bây giờ có khả năng là chúng ta thực sự có thể phát hiện ra bằng chứng hoặc bằng chứng gián tiếp về sự sống trên các hành tinh có khí quyển. Kính thiên văn web dự kiến sẽ được phóng vào quỹ đạo trong năm 2021 và sẽ hoạt động cách trái đất khoảng 1,5 triệu km.